Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mánh Tối đây. Hôm nay là tôi sẽ đi tiếp tục săn pet kỳ lân nha các bạn. Thật ra đó là mình muốn săn con lừa hơn. Tôi thấy con lừa nó đẹp quá, nhưng mà ok, vừa săn lừa vừa săn kỳ lân luôn nha. Ok, thì hôm nay đó là tôi chuẩn bị khoảng mười mấy trứng á. Đây nè, mình chế tạo được 4 trứng rồi nè. Trong ba lô của mình có khoảng mấy trứng rồi, ghép với cái đống này nữa là chắc cũng hơn rồi đó. Ok, nhưng mà làm mấy cái trứng này lâu vãi luôn nha các bạn. Trời ơi, một ngày làm được có 2 lần à. Mà lần làm được có 4 trứng chứ nhiêu. Tính ra ngày là tôi kiếm được có 8 trứng thôi đó. Mà là lâu vãi luôn, tôi làm qua tới giờ mà được mới có bao nhiêu ta. À đây, để coi coi, không nhớ luôn á. Làm đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12 chứ 13 trứng các bạn. Ô, hiện tại mình đang có 13 trứng nè. Wow, cũng nhiều quá chứ. Ok la, thì tôi có khoảng 600 cái cà rốt dại tối qua mới đi nhặt xong. Bây giờ mình sẽ chế tạo thuốc và mở 13 cái trứng này nha. Hey, ok, mình sẽ đi săn lừa với lại săn gì ta, săn bét kỳ lân với Pegasus. Hy vọng ra, không biết có ra nổi hay không. Mà thấy hồi hộp quá. Giảm thời gian nè, tôi làm một lượt luôn nha. Không biết là các bạn đã săn ra kỳ lân với Pegasus chưa, chứ tôi thấy là nó vô vọng lắm luôn á. Mình cũng đang muốn mở trứng để hoàn thành cái bộ sưu tập đó các bạn, để lấy cái bộ con ngựa khó vãi luôn. Ồ, không biết còn giảm thời gian không ta, chắc sắp hết rồi á. Hôm nay mình xài cái này hơi nhiều rồi. Hết rồi các bạn ơi, mới vừa nói xong luôn á, thiệt bắt đầu tốn cây si rồi. 8 cái đúng không? Hôm nay xài cái giảm thời gian hơi nhiều mấy bạn à. Ok, thật là tuyệt vời. 3 cây si nữa. À, tốn kém quá đi. Sao mà tốn kém quá vậy? Một ngày lượm được có mấy cây si thôi mà vô mấy cái sự kiện là ngày nào gì ta, chơi sự kiện lúc nào cũng mấy trăm cây si hết, thật sự buồn. Ai. Ok, được 13 hũ rồi đúng không? Đúng nè. Trời, không nhớ luôn mấy bạn. À, 14 hũ rồi. Dài vô, bây giờ là mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa để mình sẽ mở trứng nhé. Thầy ta hại quá, xin lỗi mọi người. Ok, mở đây cũng được nè. Chỗ này cũng vắng, không có đông lắm, hôm thao mà. Rồi, hy vọng là chỗ này thiên thời địa lợi nhân hòa. Oai, nhiều trứng quá. Rồi, mở trứng đầu tiên. Này à, đồ ăn cho thú cưng. Ra lừa nha. Phải là lừa nha. Lừa. Lừa hồn bi ra xích cũng được. Ồ, cái gì đây? Ồ, quay. Mình ra xích. Trời ơi, có đầu tiên luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, xin thưa hệt quý vị. Con đầu tiên luôn á. Trời ơi, mình ra xích rồi mấy bạn. Trời ơi, công cuộc mở trứng quá là thành công luôn. Trời, mới vừa vô con đầu tiên thôi. Ảo dữ. À, quá ảo luôn. Rồi ok, tiếp tục trứng số 2. Có điều mong muốn rồi. Trời ơi, thật là một cái hố mạng luôn á. Không cảm nha mấy bạn xem video của mình á, mình nhiều khi mình vui mình like á. Rồi ok, tiếp tục. Có Pegasus rồi, bây giờ là kỳ lân hoặc là lừa. Hên qué. Lừa không? À không, ngựa Bonnie nâu đỏ máu. Ồ, cái bạn ngựa Bonnie này mình thấy nhiều bạn rất là săn luôn á. Tiếp tục. Ở đâu rồi? Chỗ này. Số 3. Best số 3. Trời ơi các bạn ơi, nhà mình đang mưa rất là lớn luôn á. Không biết là mọi người có nghe rõ tôi nói không, hay mà thôi có gì mà mưa lớn quá mọi người thông cảm giúp tôi nha. Ok, và tôi sẽ mở con best số 3. Ôi, tôi tính dừng lại rồi đó, nhưng mà mưa quá. Thôi làm luôn. Wow, ngựa Bonnie đen. Ồ, em này tôi có rồi. Tiếp tục. Ơ, chưa có. Lộn với con xám. Sorry. Ôi, 3 con rồi hả? 4 con nè. Tôi lộn với em màu xám. Xin lỗi mọi người. Ê, mưa quá, có gì nghe lớn quá thì thông cảm giúp tôi nhé. Lừa. Ồ, nữa hả? Ê, cái này có rồi. Đừng mà. À, khóc á. Đừng như vậy chứ. Tiếp theo, em số 5. Dao. Đừng ra những con khác giờ mình cũng được. Đừng ra trùng là được rồi. Ngục bình minh cổ điển. Ủa, có chưa ta? Chắc là chưa có.
Ờ có rồi luôn hả? Ủa sao những con mà tôi nghĩ tôi có rồi á thì tôi lại chưa có, mà những con mà tôi nghĩ tôi chưa có thì tôi lại có rồi mọi người. Trời ơi nhức đầu ghê. Con số trứng số 6. Mở đi hồi hộp quá. Ê thích con lừa quá, nhìn con lừa mặt ngáo ngáo dễ thương quá các bạn. Yeah, ăn đi nè, rồi mở ra lừa nhé. Lừa đi. Ngựa Bonnie hạt dẻ. À cũng có nốt rồi. Mở nhiều quá không nhớ luôn. Trứng số 7. Lừa đi. Con lừa. À, phải lừa không? Ô, ngựa bên đi ngựa vàng. À, bên đi ngựa vàng các bạn, không phải lừa. À, trời ơi. Ê, mà cũng là màu tím đó mấy bạn. Em này em mới nè. Yeah, cũng là một em khác. Ê, thích lừa quá à. Mở ra lừa được không? Năn nỉ luôn á. Lừa hoặc là kỳ lân. Có kỳ lân là chắc la bể nhà luôn bà. Lừa đúng không? Lừa. Pony ngựa vàng. À! Không phải lừa các bạn. Trời lừa khó ra quá. Nhưng mà không là màu tím đó mấy bạn. Ui đẹp xỉu ba. Rồi một em mới nữa. Tôi thích lừa quá à. Sao em lừa cực khổ ghê. Tôi nghe nói là có nhiều bạn á mở hả mà kiểu như 30-40 trứng rồi mà vẫn chưa ra lừa. Mình mở có mười mấy trứng rồi mà mình hả la dữ quá. Ô nữa hả? Ơi có rồi. Ê cái này nhiều lắm luôn rồi đó. Trời ơi ít thôi. Nhiều que. Nâu đỏ nhiều que. Bữa bạn nào xin vía nâu đỏ này nhả vía cực mạnh luôn. Kỳ lân cũng được. Thầm làm quá nhờ. Ồ đốm xám tôi có à, em này tôi có rất là nhiều ở trong cái bộ sưu tập luôn rồi á. Tiếp theo. Ui mình còn có ba trứng rồi à. Ba trứng này không biết có ra lừa không đây. Ý cái nãy có một cái bạn ngựa đỏ chạy ngang qua là cái con ngựa mà đỏ mình hay mở các bạn. Vãi đẹp xỉu. Nâng cấp lên mới đẹp nha chứ nhìn lúc nhỏ nó hơi tèo. Lừa nha. Ô xích thú. Wow. Vậy tôi có rồi hay sao luôn á. Có chưa ta? Chưa có xích thú các bạn. À hồi nãy là con xích thú. Lộn sorry. Quên. Nâu đỏ máu khác nha. Con nãy là con xích thú nha các bạn. Trời ơi Nhiều quá. Trời tôi mở là cũng tính ra tôi mở cũng nhiều bét bon, ngựa bonnie lắm luôn rồi á. Còn hai trứng nè. Ai mở nốt luôn. Cho con lừa đi. Có mega set rồi thì cho lừa luôn đi cũng được nữa. Năn nỉ. Lừa đi. Trời ơi tôi thấy màu đen. Trời ơi tưởng ấy là thấy màu đen là tưởng lừa rồi đó nhưng mà không phải, lại ngựa vàng nữa. Hai con ngựa vàng luôn ba. Hơi xu nha cái trứng cuối cùng nè. Ê quá tèo luôn á. Trứng cuối cùng nha là phải ra lừa hoặc là Pegasus. Ờ quên Pegasus có rồi. Kỳ lân. Ok, Operasimo. Ra lừa đi. Lừa. À, con cánh các bạn. À, con cánh. Pegasus nữa. Ê, trời ơi biết nãy nói mới đầu là nói kỳ lân đi cho được rồi, tỉ cứ ra hai con Pegasus lúc không biết làm gì luôn á. Vãi chưởng thiệt. Trời ơi, hai Pegasus mà ra lần hai con ạ. À. Trời ơi không biết làm gì cho đời luôn. Trời ơi, hôm nay mở bét cũng hên quá nha. Mở bát cũng hay hên đó nhưng mà nó ra trùng hơi nhiều. Đây nè, tôi ra được 2 em Pegasus nè. Ồ, màu tím cũng nhiều nha. Tính coi trong 14 trứng này là mình mở ra được 1, 2, 3, 4, 5 6 em tím nè các bạn. Wow, cũng quá là tuyệt vời rồi. Còn 14 trứng mở được 6 em tím. Bộ sưu tập của mình thì không biết là mình hoàn thành được bao nhiêu rồi ta. Để tôi coi nha. 15 em nè. 16, 17 18 không? 19. Ok. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy được bộ con ngựa này rồi á. Tôi sẽ đi chắc mình sẽ đi nâng cấp em Best Pegasus này lên. Nhưng mà bây giờ hiện tại tôi chưa có đủ nguyên liệu á. Để tôi sẽ đi chế tạo nguyên liệu và tôi làm clip nâng cấp sau nha. Ok thì hôm nay nói chung là mở Best cũng ngon lành cành đà rồi đó. Quá là tuyệt vời luôn. Được 2 em Best Pegasus.
Rồi, thì hôm nay là một video mở mở bếp chiêu chiêu cho vui thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và nếu hay á, thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Còn bạn nào mà chưa ra được Pegasus á, thì tôi sẽ chân thành nhả vía cho mọi người. Yay. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Nhả vía cực mạnh luôn.